bạn này, các bạn nhìn cái nhà này là của ban đây này các bạn này. Bây giờ giả vờ làm bạn để hại mẹ con tớ. Bây giờ hôm qua tớ vào đây thuê nhà nghỉ thì qua khách sạn này ở mà qua đêm là có cũng có 300.000 thôi. Thế là đầu tiên người ta đi vào đây thuê thì là tớ được gặp hai người đấy, tân là người khác, người ta bảo nếu mà ở thì cứ ở đi. Có gì tớ đăng ký ở vài ngày cơ. Thế đến này 12 giờ trưa thì nên quậy phá mẹ con tớ xong bảo là có đoàn kiểm tra với công an về kiểm tra, tâm sự với các bạn nhá. Con tớ thế này, đến nhà chúng nó ở thế này. Giả tiền rồi, đến giờ con tớ ở trong nhà đấy, tớ đang pha sữa cho con tớ ăn. 12 giờ trưa nắng này nó đuổi mẹ con tớ đi ra ngoài. Thế là nhiều mấy con chó nó ra ngoài đường, nó bảo mẹ con tớ là đưa con đi nắng nắng cái địt con mẹ chúng nó. Tớ nói với các bạn nhá, con tớ ở trong nhà đấy, nó còn ra nó quậy phá, đến nhà chúng nó ở giả tiền rồi này, nó còn quậy phá, nó giả nó bảo không cho thuê phòng, nó đuổi ra ngoài 12 giờ nắng đưa con tớ đi nắng ở ngoài trời các bạn ạ. Thế xong là giờ nó đuổi mẹ con tớ ngoài đường, thế ra ngoài đường nó đi theo nó quậy phá, nó bắt nạt mẹ con tớ, nó bảo là nắng này này cũng đưa con đi ra ngoài đường mà bây giờ thuê phòng giả tiền nhà nó rồi, nó còn đuổi 12 trên nắng nằm đuổi mẹ con tớ ra ngoài đường này các bạn này, các bạn nhìn thấy khốn nạn không? Mà giờ ở khách sạn thì hồi đầu tiên tôi vào tôi thuê gặp lễ tân là mấy người khác, xong bây giờ có mấy đứa nào nó đến nó quậy phá, nó gây sự đuổi mẹ con tớ ra ngoài đường các bạn ạ. Mà đi đến nhà chúng nó ở 1-2 ngày mà giả tiền rồi nó còn đuổi ra ngoài, thế mà nó bắt cóc con tớ, cái con Bùi Kim Anh nó là kẻ thù truyền kiếp của tớ các bạn ạ, con lợn ấy mà. Trước nó là chuyên đi theo quậy phá mẹ con tớ. Thế là lúc trước năm 2015 giật chồng của tớ một lần, bị tớ đánh nó. Thế là nó thấy tớ đẻ con, nó ra nó bắt nạt, bắt cóc con tớ, nó văn với xã hội là nuôi hộ con, nuôi cái địt con mẹ, nó đánh tớ nhập viện vào trong bệnh viện. Sau này tớ thề các bạn, tớ sẽ bắt nhốt con chó này vào trong bệnh viện tâm thần hoặc tớ đánh cho tớ chết cụ nó thôi. Ai gặp nó đánh chết cụ nó cho tớ đi. Địt mẹ bây giờ nó cứ đến nó đi quậy phá tớ, bây giờ đi thuê nhà người ta trả tiền rồi người ta không cho ở, nó bắt cóc, nó văn với xã hội là nó nuôi hộ con, nuôi gì địt mẹ, nó giật chồng giật con của con tớ, xong nó còn kiếm cơm của nhà tớ, nó còn bắt nạt nữa. Bây giờ các bạn thấy đi đâu cũng chúng nó cũng quậy phá như này, còn nó lấy cả mũ vua chúa mũ hoa hậu cả của tớ, rồi nhà cửa đất cát hộ chiếu của tớ, ba mấy chục cái thẻ ngân hàng nó ăn cắp hết các bạn ạ.